hội thì về, nhớ lên Đồng Văn em nhé, để cùng anh chảy hội người giao. Nắng mùa này còn ở trên cao, đủ cho áo khăn thêm rực rỡ. Cô gái giao đang đi xuống chợ, núi rừng cũng thổn thức nhìn theo. Người giao Thanh Phán ở Bình Liêu có một kho tàng văn hóa đồ sộ, rực rỡ, được các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ. Trong nghi lễ cưới truyền thống của người giao Thanh Phán, nghi lễ xe miền khu là nghi lễ được thực hiện trước ngày cô gái đi lấy chồng. Người mẹ sẽ làm các nghi thức đội chiếc mũ cao cho cô con gái. Những tâm tình thấm đậm chất nhân văn là hành trang để cô gái giao Thanh Phán bước tiếp cuộc sống mới trong không khí rộn ràng của trống, của tiếng kèn đồng.